Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Vua Chiều Ngựa. Ngày hôm nay đồ gỗ chúng em xin giới thiệu cho tất cả mọi người một siêu phẩm Tần Lỉ Hoàng, gỗ hương đá hàng cột 12, hàng gồm 6 món mọi người ạ. Chất liệu em làm ở chất liệu gỗ hương đá, tuyển chọn một dòng gỗ hương đá tốt nhất của Nam Phi hiện nay, rồi gọi là đứng đầu luôn. Một bộ Tần Lỉ Hoàng gỗ hương đá hàng Vân tuyển chọn mọi người ạ. Và thì sản phẩm này thì bên em làm phải mất 3 tháng thì mới làm ra được một bộ siêu phẩm như này. Thì sau đây bộ sản phẩm này có điều gì đặc biệt thì em xin mọi người khoảng 3 phút để em xin giới thiệu chi tiết cho mọi người xem bộ sản phẩm này. Đây thì mọi người có thể nhìn xem thì, không gian để kê bộ bàn ghế rất là đẹp. Này, một bộ bàn ghế Tân Hỷ Hoa. Thì sau đây bộ siêu phẩm này có điều gì đặc biệt thì em sẽ giới thiệu luôn cho tất cả mọi người. Đó. Thì trước mắt các bác thì em xin giới thiệu luôn, đây là đoạn dài em làm là đoạn dài 2m6 nhá cả nhà nhá, nằm 2m6, cao là 1m3, sâu là 78 phủ bì mọi người ạ. Thì đặc biệt ở cái bộ này thì em làm là hàng mặt tràng, em làm đặc biệt nhất ở cái bộ này là ván mặt tràng dày 3 phân mọi người nhá, ván mặt tràng luôn, không có khuôn tranh mọi người ạ, em làm dày 3 phân thoải mái luôn mọi người ạ. Nếu mà để một cái đoạn này mà cứ để tầm 3 người, 5-6 người lớn ngồi lên đứng lên vẫn thoải mái nhá cả nhà nhá, đứng lên vẫn thoải mái. Và thì đây tiếp theo thì cái bộ này em làm là cột, là cột liền mọi người ạ, cột là cột liền, 6 cái cột liền, cột không tâm, em tuyển chọn gỗ lục lõi từ những là phần khu gỗ rất là đẹp thì em mới làm được cột liền này rất là quý giá. Và thì vách thì em đục tùng cúc trúc mai mọi người ạ. Vách này thì em làm dày 2 phân mọi người nhá, em làm dày 2 phân mọi người ạ. Này, ở trên em làm một cột nghìn rất là đẹp, em làm cột này là cột nghìn dày 5 phân mọi người ạ, dày 5 phân mọi người nhá. Này, xương này của em là dày 5 phân mọi người ạ, vô cùng là đẹp luôn. Này, vách em đục tùng cúc trúc mai quý rất là đẹp luôn. Này, mà mặt tràng quá là tuyệt vời. Và điều đặc biệt của bộ sản phẩm này nữa thì em đục chạm rất là nhiều. Và ở phía dưới thì em còn làm thêm cả yếm liền xung quanh luôn cả nhà nhớ, em làm yếm liền xung quanh luôn. Yếm này thì của nhà em làm yếm dày 3 phân mọi người ạ, yếm dày 3 phân liền hết mọi người nhớ. Và thì ở dưới em còn đục là ít hoa lá tây rất là đẹp. Này, các vách ô ngăn ở dưới đục hoa lá tây vô cùng là đẹp. Và thì tiếp theo là đến cái bàn, thì bàn này em làm là kích thước là 70x140 cả nhà nhớ. Bàn là ván tràng liền nguyên một tấm rất là đẹp, rất khó khăn để tuyển chọn một cái bàn nó đẹp như thế này thì chỉ có bên cơ sở em, những cơ sở lớn thì mới làm ra được thôi, tại vì chọn gỗ rất là khó mọi người ạ. Đây, ván tràng này là dày 3 phân liền nguyên một tấm 70x140 mọi người nhé. Này thì bàn đôn thì em làm ngăn kéo đầy đủ mọi người nhé, kéo ra kéo vào để mình đụng đồ, đây là em chưa nắp núm vào mọi người ạ. Vâng, em chưa nắp núm vào. Đây thì tiếp theo em xin giới thiệu cho mọi người hai chiếc ghế đơn. Thì hai chiếc ghế đơn này thì nhà em làm là ngang là 1m1, cao là 1m3, sâu là 78 phủ bì mọi người ạ, hàng vân gỗ tuyển chọn mọi người nhé. Đây các bạn nhìn cái mặt ván của nó đây, vô cùng là đẹp luôn, ngồi đảm bảo như này là quá đẹp luôn. Nhà em phun sơn BU, các bác có thể nhìn xem rất là trơn tru nuột nà. Đây khéo ruồi bậu vào trơn một ngã mọi người ạ. Này, vô cùng là đẹp luôn, yếm liền xung quanh rất là đẹp. Này, vô cùng là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm này bên em đang bán với giá chỉ có 53.800 thôi mọi người ạ. Em bán với giá chỉ có 53.800 thôi. Bởi thì em xin giới thiệu tiếp theo thì đây là cái đôn kẹp ghế mọi người ạ. Em làm kẹp ghế này thì em làm là kích thước là 40x50 mọi người ạ. Em làm 40x50. Em làm cả ngăn kéo cho chiếc đôn này nhé mọi người nhé, em làm ngăn kéo đầy đủ luôn, rất là phẳng, rất là đẹp, một khúc gỗ vô cùng tuyệt vời và giá trị. Và đây, và đây tiếp theo là ghế đơn. Và để kê một bộ sản phẩm này thì các bác phòng khách nhà mình chỉ chiếm diện tích khoảng 10m2 mọi người ạ, 10m2 thôi cả nhà nhé. Đây để chiếc ghế đơn còn lại của bộ sản phẩm này vô cùng là đẹp mọi người ạ. Đây, hàng gồm 6 món của em và vô cùng là đẹp. Các bác nào mà sở hữu được siêu phẩm này thì chỉ có là đẳng cấp nhất xóm rồi, oách nhất xóm mọi người ạ. Siêu phẩm Tân Hỷ Hoa, nhỏ nhưng có võ, giá thì vô cùng hợp lý, em bán thì có 50
3.800.000 luôn. Thì đây, ở đây là chiếc đôn cuối cùng mọi người ạ. Đây, đôn tấp thì em làm vuông 40-40, cũng là mặt tràn hết mọi người nhé. Em làm mặt tràn hết mọi người ạ. Vâng. Thì bộ sản phẩm này thì được bên nhà em là full BU, sơn BU, chất liệu là sơn BU O7 của số 1 của Đài Loan. Nên sẽ tránh xước này. Nói chung là ngồi càng lâu thì càng nghỉ, ngồi càng lâu thì càng tích. Đấy nhà nhớ. Vâng, thì đây là điện số điện thoại bên em là 0985 357733. Mọi người cần liên hệ tư vấn thì cứ alo cho em số điện thoại 0968882852. Thì địa chỉ em ở cơ sở 1 của em là ở khu Bãi Trám, đối diện công ty giày da thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Còn cơ sở 2 của em là ở cạnh cây xăng Cầu Bài, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội mọi người nhé. Vâng, thì mọi người ai quan tâm thì cứ liên hệ cho em, hai số điện thoại này đều được, em sẽ tư vấn và hỗ trợ cho tất cả mọi người nhé. Vâng, và bây giờ thì mọi người hãy dành cho em một nút like và một nút đăng ký kênh để em có động lực để làm nhiều video hơn. Vâng, và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ.